sinh ra ở vùng quê nghèo Sóc Trăng, tuổi thơ em gắn liền với ruộng lúa, vườn rau nên không thể tránh khỏi cái nắng, cái mưa lên làn da đen sạm của em. Bố là người gốc Tiều, mẹ là người Khmer. 18 tuổi, khuôn người nhỏ thó, rụt rè, nhút nhát, ai hỏi gì đáp nấy. Sự nhút nhát né tránh ấy một phần hình thành do hoàn cảnh gia đình, một phần do những tự ti về khiếm khuyết ngoại hình đã tạo lập lên trong em một lớp vỏ bọc ngăn cách với thế giới xung quanh. Sống mũi của em là bị bẩm sinh từ bé, mọi người đi ngang cứ nhìn em bằng cái ánh mắt gì đó rất là lạ. Lúc bé thì mũi em bị xẹp vậy, đi học thì mấy anh chị lớp trên đó cứ chọc hoài. Lúc nào mà bị mấy người trên đây chọc phá em nhớ về quê. Đã có những sự cố dở khóc dở cười mà em từng gặp phải do những khiếm khuyết ngoại hình của mình. Ví như vì đôi môi chệ của em mà hàng xóm từng mắng vốn với mẹ em, bảo em khinh họ vì gặp họ cứ biểu môi. Từ sau đó mỗi khi gặp ai, nhất là người quen, em thường lảng tránh và càng ít tiếp xúc. Nhưng khi ấy em vẫn còn một hạnh phúc lớn lao bù đắp, đó là gia đình. Bữa cơm chiều bốn thành viên quây quần bên mâm cơm, cười nói rộn ràng, khiến em chẳng còn chút buồn vương vì những khuyết điểm trên gương mặt mình. Vì em vẫn còn gia đình, còn được đi học, còn được khoe những quyển tập, những tờ giấy khen học sinh giỏi. Còn người má tảo tần sớm hôm lặn lội khắp nẻo đường với xấp vé số trên tay, là những giọt mồ hôi để đổi lấy cho con từng miếng cơm manh áo, từng cây viết, cây thước, để con mình không thua kém ai. Với em, như thế là quá đủ đầy. Nhưng ông trời đã lấy mất đi hạnh phúc nhỏ bé ấy của em sau một tai nạn giao thông, đã cướp mất mẹ em mãi mãi. Dạ, mẹ em đi bán vé số, tình cờ bị tai nạn, mất tại chỗ. Tại mẹ em mắc rồi, không ai lo cho em đi học được, phải tự lo cho bản thân. Tại vì không ai lo cho em tiền ăn mỗi ngày đó. Nhà trường chỉ đóng học phí cho em thôi. Cảm giác rất tủi thân, nhìn bạn bè đi học, còn mình ở nhà. Mẹ mất, bố nghiện rượu, nhà không còn ai cán đáng lo toan gánh vác kinh tế. Hai chị em phải nghỉ học, dù hai chị em đều là học sinh giỏi suốt nhiều năm liền. Chị em đậu đại học ngân hàng nhưng không có tiền nhập học. Còn em phải nghỉ học năm lớp 10, lên thành phố theo người quen vào làm công cho một cơ sở tư nhân, chuyên gia công làm can nhựa, kiêm giúp việc nhà cho ông bà chủ, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa chén. Tất cả những công việc nhà ấy được chàng thanh niên 18 tuổi nhỏ thó, cán đáng một cách tươm tất. Cuộc sống hiện tại của em là đang làm công nhân cho hãng tư nhân, làm can để đựng tương ớt. Mỗi tháng em kiếm được khoảng 3,7 triệu. Công việc của em buổi sáng là làm việc nhà, lúc 7 giờ cho đến 9 giờ. Cụ thể là rửa chén, quét nhà và xếp áo đồ. Xong thì em xuống phụ cột can cho đến 5:30. Xong rồi em quét dọn chỗ làm cho đến 8 giờ tối mới em được nghỉ ngơi. Nhiều lúc nằm một mình khóc, tôi thân. Em thấy công việc là vất vả. Nó cũng vất vả, ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều lắm. Em nghe nói là về già phổi sẽ bị khô nữa. Lên thành phố mưu sinh, bươn chải với cơm áo gạo tiền từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, lo cho mình và cho ba dưới quê. Với sức vóc nhỏ thó do suy dinh dưỡng nặng từ nhỏ, cộng thêm công việc độc hại khiến sức khỏe em ngày càng suy kiệt. Rồi những tự ti chê bai vì ngoại hình càng làm em nhớ mẹ, tuổi thân nơi đất khách quê người. Từ năm em 16 tuổi, em đi phục vụ cho quán ăn, nhưng được có vài bữa là em nghỉ rồi. Tại vì người ta nhìn ngoại hình của em, người ta không cho làm tiếp. Xong em đi bán chả lụa. Bán chả lụa xong khoảng 2-3 tháng thì em lên Sài Gòn làm. Khi cuộc sống của mẹ còn có mẹ là những chữ ngày hạnh phúc của em. Mặc dù vất vả nhưng mẹ vẫn cho em đi học tới nơi tới chốn. Thấy bạn bè được đi học, mình ở nhà thì tủi thân. Nhiều khi thấy mong muốn được gọi tiếng mẹ nhưng mà không có được. Sau khi mẹ mất thì cuộc sống của em rơi vào khủng hoảng. Em phải lo cho bản thân và kinh tế gia đình.
từ lên đây là khoảng một năm mà em chưa về nhà lần nào. Vì sao? Vì nhiều khi kẹt tiền quá em về mà không có sợ không có tiền xe lên, tại vì lên về là phải đưa tiền cho ba xài nữa. Khi nhắc đến học hành, đến ước mơ, khuôn mặt em như bừng sáng, không còn vẻ nhút nhát rụt rè mà rất tự tin rành rẽ. Em líu lo tâm sự dù lâu lắm rồi không có ai chia sẻ. Em có nhiều ước mơ lắm, như được thử sức ca hát nhạc dân ca này, muốn có một công việc làm ở vị trí nào đó của ngành khách sạn nhà hàng để tiếp tục thực hiện ước mơ đi học như mong muốn của mẹ em, để được giao tiếp với mọi người, vì công việc hiện tại khiến em chỉ được phép quẩn quanh trong bốn bức tường, khiến em thèm hơn bao giờ hết được trò chuyện, được kết nối với thế giới xung quanh. Giờ em định đi học tiếp bổ túc để lấy cái bằng 12, sau đó em lại đi học, đi làm, vừa học vừa làm để học đại học. Em ước làm ở trong nhà hàng, quản lý nhà hàng hoặc là đầu bếp. Em rất thích nấu ăn. Em mong muốn chương trình giúp em phẫu thuật cái lỗ mũi với cái miệng của em, để em có một gương mặt hoàn chỉnh. Sau khi phẫu thuật xong, em mong muốn được thử thách với những công việc mà em mong muốn, nhưng mà nó là hoàn toàn thật. À, vừa rồi thì chương trình có gửi cho bác sĩ cái hồ sơ của Hùng. Yeah. Thì bác sĩ đã xem qua. Hôm nay thì gặp Hùng để bác sĩ tư vấn kỹ hơn về những cái phần mà chúng ta sẽ thực hiện phẫu thuật. Và qua đó thì sau khi bác sĩ tư vấn xong thì Hùng có thể đặt câu hỏi những cái gì mà Hùng thắc mắc nha. Yeah. Rồi, trước tiên bác sĩ hỏi Hùng về vấn đề nè. Thứ nhất là Hùng nhà ở đâu? Dạ, quê con ở Sóc Trăng. Và hiện nay mình đang làm cái gì? Dạ, con đang làm cho một hãng tư nhân Thổi Bình. Thổi Bình? Dạ. Bình nhựa ha? Dạ. Rồi, cái thời gian mình đã làm ở đó là bao lâu? Dạ, 9 tháng. Bây giờ bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho Hùng nha. Thì trên cái gương mặt của Hùng, trên cái hình mà chụp thẳng đó, thì chúng ta nhìn thấy đó, cái phần đầu tiên là cái đôi mắt của Hùng. Dạ. Cái đôi mắt này nhìn nó hơi buồn. Dạ. Chính xác là nó buồn ngủ nữa. Vì lý do là nó có một cái bên, cái mí hầu như không có, mí rất là bé. Dạ. Trong khi bên trái thì cái mí to. Dạ. Và do đó thì chúng ta sẽ tạo hình lại đôi mắt này, cho hai bên cái mí cho nó đều nhau. Và nếu cần thiết thì mở rộng ra một xíu để cho nó to lên. Dạ. Nhìn nó mới đẹp. Thì cái đôi mắt đó, chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là chúng ta sẽ cắt da thừa ở mí trên. Dạ. Và tạo mí đôi lại. Yeah. Thì bên phải là chúng ta sẽ lấy nhiều da hơn, bởi vì bên đây cái da nó đổ xệ nhiều hơn, làm cho con mắt của Hùng nó không có đều, bên bé bên to. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy bên này nhiều hơn, và cần thiết thì chúng ta sẽ mở rộng cái phần mí trên. Yeah. Để cho con mắt nó to tròn hơn. Cái phần thứ hai là cái mũi của Hùng. Thì hiện nay chúng ta nhìn thấy với cái hình nhìn thẳng thì chúng ta thấy cái mũi rất là khá là tẹt. Do đó thì cái mũi này cần phải nâng lên. Dạ. Và cái phần đầu mũi này cũng nên kéo dài ra để cho cái mũi nó đẹp. Chúng ta thấy khi mà chụp hình nghiêng này, cái phần đầu mũi này nó không có đẹp. Do đó cái này đó, thứ nhất là chúng ta nâng cái sống lên, nâng sống lên. Và cái phần này chúng ta tạo hình cái phần góc mũi này phía trước. Dạ. Cho nó đẹp. Ở trên này thì cho nó cao một tí. Là bởi vì cái sống mũi nó tẹt quá thì nhìn nó cũng không bao giờ đẹp được hết. Hai cái cánh mũi của Hùng cũng hơi to. Yeah. Hơi to. Thì bác sĩ sẽ xem xét, nếu cần thì bác sĩ sẽ làm cho nó bé lại để cho nó đẹp hơn. Yeah. Thì đó là cái công việc mà chúng ta sẽ thực hiện. Dự kiến cái thời gian mà hồi phục á thì nó khoảng 6 tuần lễ. Yeah. 6 tới 8 tuần nha. Ngoài ra Hùng có thích điều chỉnh cái phần nào khác không? Dạ, con muốn sửa lại cái phần môi bên dưới cho nó gọn lại. Môi dưới bây giờ nó hơi bị trề ra đúng không? Dạ đúng rồi. Làm cho nó gọn lại. Dạ. Thì cái này phần này dễ thôi, bác sĩ sẽ làm luôn. Để trong cùng một đợt chúng ta cùng nghỉ ngơi rồi hồi phục. Dạ. Cùng một lúc luôn nha. Dạ. Rồi, nãy giờ thì sau khi nghe tư vấn rồi,
Hùng có thắc mắc gì nữa không? Dạ không à. Không có hả? Bây giờ thì Hùng đã chuẩn bị tâm lý để mình bước vào phòng phẫu thuật chưa? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Rồi, bây giờ sẽ có chuyên viên dẫn Hùng lên phòng phẫu thuật và tí nữa bác sĩ sẽ phẫu thuật cho Hùng nhé. Rồi, bây giờ mời. Một hành trình mới hứa hẹn tràn đầy hứng khởi và niềm tin vào những triển vọng tốt đẹp trong tương lai của cuộc sống mới. Chúng ta có quyền tin rằng với nhiệt huyết của đội ngũ chuyên gia, chương trình sẽ mang lại niềm vui, sẽ thổi những luồng gió mát lành đến cuộc sống của chàng thanh niên 18 tuổi Trần Hùng trong